10 giờ tại một cơ sở giết mổ trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, chiến dịch đột kích được tiến hành. Tại hiện trường, nhiều con lợn vẫn đang được giết mổ trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh. Nằm cạnh đó là gần chục con lợn già yếu không thể di chuyển. Một ngày thế chị bạn khoảng bao nhiêu lam, khoảng bao nhiêu con? Con 12 con đó, như chừng tiếp tục kiểm tra, dung dịch màu đỏ bị nghi là sử dụng để nhuộm thịt cũng được phát hiện. Tất cả đều không giấy kiểm dịch và tem vệ sinh thú y. Tuy nhiên, tổ liên ngành vẫn không thể xử lý vì đơn vị thú y không có mặt. Vì thế, những cuộc điện thoại như thế này cứ kéo dài. Nếu mà anh, em nghĩ là anh xuống đây, chứ không hay là nói chị Phương, chị gọi chị nhờ anh này. Chị yêu cầu anh chứ không phải nhờ yêu cầu anh. Thầy chưa đến từ đầu. Chỉ điện cho anh tự. Anh bắt máy. Chỉ điện cho anh, chỉ điện cho anh từ trước chứ. Chị nói chuyện với anh này, chứ anh nói chuyện với chị này. Không, bây giờ trừ là em nói này, em đang ở dưới đây, anh chạy xuống đây đi, phối hợp giùm với em cho xong. Sau 4 giờ đồng hồ chờ đợi, một đại diện thú y cũng đã có mặt, mang theo một quyển sổ để ghi chép theo dõi giết mổ hàng ngày, nhưng không có tên, không ghi ngày tháng và con dấu như quy định. Vị đại diện thú y thì khẳng định, toàn bộ số lợn trong cơ sở này đều được giết mổ tại lò tập trung. Khác với những hình ảnh mà phóng viên ghi hình trước đó, những con lợn được kích điện giết mổ tại nhà. Những dấu hiệu mà để sử dụng về vấn đề chỗ gian lận đấy, hoặc làm giả thì qua kiểm tra đây chúng tôi chưa phát hiện được cái dấu hiệu vi phạm nào. Không đủ chứng cứ nên cơ quan chức năng rốt cuộc không thể xử lý cơ sở này.